Anh, bài 25 tính từ tế nghĩa miêu tả đồ vật, phần 1. Học từ vựng tiếng Anh bài 25. Bài 25 tính từ tế nghĩa miêu tả đồ vật, một là hai là cao, số hai là lao là thấp, số ba là smoother là bằng phẳng, smoother là bằng thẳng, bằng phẳng. Smoother là bằng phẳng. Số 4 là gồ ghề. Đó là gồ ghề. Số 5 là tai là chặt khích. Số 6 là rất là lỏng. Số 7 là short. H là cứng. Số 8 là short là mềm. Short là mềm. Số 9 thích là dày. Số 10 easy là dễ dàng. Easy là dễ dàng. Hai là cao lao là thấp. Smoother là bằng phẳng. Rấp là gồ ghề. Tai là chặt khích. Loose là lỏng. Hard là cứng. Short là mềm. Thích là dày, bề dày. Easy là dễ dàng. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 25 tính từ tái nghĩa miêu tả đồ vật phần 1 tới đây ạ.